Đây là một hàm để thực hiện chức năng kiểm tra chiều cao với tên gọi là kiểm tra chiều cao. Hàm này sẽ thông báo cho chúng ta một người có đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự hay là không. Để đáp ứng điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự thì người khám thì có chiều cao tối thiểu là 162cm. Nếu nằm trong phạm vi đó thì thông báo bạn đủ điều kiện, ngược nạ thì thông báo bạn không đủ điều kiện. Hàm này thì yêu cầu đầu vào là chiều cao của một người được khám tính bằng cm. Ví dụ kiểm tra chiều cao 170.5 là một lời gạ hàm hợp lệ. Tuy nhiên thì định nghĩa hàm này vẫn còn thiếu phần khai báo tham số. Vậy bạn hãy điền nó vào chỗ trống để hoàn thiện định nghĩa hàm này.